Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 7. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, Chúa Giê-hô-va phán cùng đất Israel như vậy: Sự cuối rốt đây này, sự cuối rốt đã đến cho bốn góc đất. Bây giờ, ấy là sự cuối rốt cho ngươi. Ta sẽ sổ cơn giận ta trên ngươi, theo đường lối ngươi mà đoán xét ngươi, và khiến đổ lại trên ngươi những sự gớm ghiếc. Mắt ta chẳng đoái tiếc ngươi, ta chẳng thương xót ngươi, nhưng ta sẽ giáng đường lối ngươi trên ngươi, và những sự gớm ghiếc sẽ ở giữa ngươi. Các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Tai vạ có một, này nó đến, kỳ cuối cùng đến, kỳ cuối cùng này đến, nó tỉnh thức mà nghịch cùng ngươi, kìa, nó đến kia. Hỡi dân trong đất, sự bại hoại định cho ngươi đã đến, kỳ đã đến, ngày gần rồi, là ngày có tiếng ồn ào, không còn tiếng reo mừng trên các núi. Nay ta hầu kiếp đổ sự thạnh nộ ta trên ngươi, và làm cho trọn sự giận ta nghịch cùng ngươi. Ta sẽ đoán xét ngươi theo cách ngươi ăn ở, và khiến đổ lại trên ngươi những sự gớm ghiếc ngươi. Mắt ta chẳng đoái tiếc ngươi, ta chẳng thương xót ngươi đâu. Ta sẽ tùy theo đường lối ngươi báo trả ngươi, sự gớm ghiếc ngươi sẽ ở giữa ngươi. Các ngươi sẽ biết rằng chính ta, Đức Giê-hô-va, là đấng đánh phạt. Này, ngày đây, này, ngày đến, sự bại hoại định cho ngươi đã đến. Gậy đã trổ bông, sự kiêu căng đã nảy nụ. Sự cường bạo đã dấy lên làm gậy gian ác. Chúng nó sẽ chẳng còn chi hết, chẳng còn ai của đám đông chúng nó, chẳng còn gì của sự giàu có chúng nó, chẳng còn sự sang trọng giữa họ nữa. Kỳ đến, ngày gần tới, kẻ mua chớ vui, kẻ bán chớ buồn, vì có cơn giận trên cả đoàn dân nó. Vì kẻ bán dầu còn sống cũng không thể trở lại lấy của mình đã bán, vì sự hiển thấy chỉ về cả đoàn dân nó, sẽ chẳng ai trở lại, và chẳng ai sẽ nhờ sự gian ác đời mình mà bổ sức lại. Kèn đã thổi, mọi sự đều sẵn sàng rồi, nhưng chẳng ai ra trận, vì cơn giận ta ở trên cả đoàn dân nó. Ở ngoài thì gươm dao, ở trong thì ôn dịch và đói kém. Kẻ nào ở ngoài đồng sẽ chết bởi gươm dao, kẻ nào ở trong thành thì cơn đói kém và ôn dịch sẽ vồ nuốt lấy. Song những người nào được trốn sẽ thoát khỏi, và sẽ ở trên núi như bò câu ở đồng trũng. Mọi người trong chúng nó than vãn, ai nấy vì sự gian ác mình. Mọi tay đều mòn mỏi, mọi đầu gối đều yếu như nước. Chúng nó sẽ thắt lưng bằng bao gai, bị sự kinh khiếp bao bọc. Mọi mặt đều hổ thẹn, mọi đầu đều trọc trọi. Chúng nó sẽ quăng bạc mình ra ngoài đường phố, vàng chúng nó sẽ ra như đồ ô uế. Hoặc vàng, hoặc bạc cũng không thể cứu chúng nó nơi ngày cơn giận của Đức Giê-hô-va, không thể làm cho chúng nó no lòng, không thể làm cho chúng nó đầy ruột. Vì ấy là đồ làm cho chúng nó sa vào tội lỗi. Những đồ trang sức chúng nó đã làm cớ kiêu ngạo cho mình. Chúng nó dùng đồ ấy mà làm hình tượng gớm ghiếc và đồ đáng ghét. Vậy nên, ta đã làm cho đồ ấy ra như sự ô uế cho chúng nó. Ta sẽ phó những đồ ấy làm mồi cho tay dân ngoại, làm của cướp cho kẻ giữ trong thế gian. Chúng nó sẽ làm ô uế nó. Ta sẽ xây mặt khỏi chúng nó, người ta sẽ làm dơ nhớp nơi cấm của ta. Những kẻ trộm cướp sẽ vào đó và làm ô uế. Khá sắm sửa xiềng xích, vì trong đất
đầy những tội làm đổ máu, và trong thành đầy những sự tàn bạo. Ta sẽ đem những kẻ rất hung ác trong các dân ngoại đến để choáng lấy nhà chúng nó. Ta sẽ làm cho sự kiêu ngạo của kẻ mạnh tắt đi. Các nơi thánh của nó sẽ bị ô uế. Sự hủy diệt đến. Chúng nó sẽ tìm sự bình an nhưng tìm không được. Tai vạ chồng trên tai vạ. Tin dữ kế lấy tin dữ. Chúng nó sẽ tìm sự hiện thấy nơi kẻ tiên tri, nhưng luật pháp lìa khỏi thầy tế lễ, trí mưu lìa khỏi các trưởng lão. Vua sẽ thương khóc, quan trưởng sẽ mặc lấy sự não, tay của dân trong đất đều run rẩy. Ta sẽ đãi chúng nó theo cách chúng nó ăn ở. Chúng nó đáng thế nào thì ta xét đoán cho thể ấy. Chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Chương 8. Năm thứ 6, ngày mùng 5 tháng 6, khi ta đang ngồi trong nhà và các trưởng lão Giu-đa ngồi trước mặt ta, thì tay Chúa Giê-hô-va giáng trên ta. Bây giờ ta thấy, và này, có hình giống như hình trạng lửa. Từ hình trạng ngang lưng người ấy trở xuống thì là lửa, còn từ lưng trở lên thì như hình trạng sáng chói, tựa đồng bóng nhoáng. Người ấy giơ ra như hình cái tay, nắm lấy một lọn tóc trên đầu ta. Thần cất ta lên giữa quãng đất và trời, trong sự hiện thấy của Đức Chúa Trời, đem ta đến thành Jerusalem, nơi cửa vào sân trong, về phía bắc, là nơi có chỗ ngồi của hình tượng sự ghen tương làm cho nổi ghen. Này, tại đó có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Israel, như ta đã xem trong sự hiện thấy tại đồng bằng. Ngài bèn phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy ngước mắt về phía bắc. Vậy ta ngước mắt về phía bắc, và này, nơi phía bắc cửa bàn thờ, chỗ lối vào, có hình tượng của sự ghen tương. Ngài lại phán cùng ta rằng, hỡi con người, ngươi có thấy sự những kẻ này làm, tức là những sự gớm ghiếc lớn mà nhà Israel đã phạm tại đây, đặng làm cho ta xa nơi thánh ta chăng? Xong, ngươi sẽ còn thấy sự gớm ghiếc lớn khác nữa. Đoạn, Ngài dắt ta đến cửa hành lang. Ta nhìn xem, thấy một lỗ trong vách. Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy soi vách đi. Khi ta soi vách xong, thì thấy có một cái cửa. Ngài lại phán, hãy vào xem những sự gian ác đáng gớm mà chúng nó làm ra ở đây. Vậy ta vào, xem thấy, và này, có mọi thứ hình tượng côn trùng và thú vật gớm ghiếc, mọi thần tượng của nhà Israel đã vẽ trên chung quanh tường. Trước mặt các thần tượng ấy, đứng 70 trưởng lão của nhà Israel. Giữa đám họ có Ya-a-sa-nia, con trai Sa-phan. Mỗi người tay cầm lư hương, khói thơm bay lên như ngút. Ngài bèn phán, hỡi con người, ngươi có thấy sự các trưởng lão nhà Israel mỗi người làm trong nơi tối tăm, trong phòng vẽ hình tượng của mình không? Vì chúng nó nói rằng, Đức Giê-hô-va không thấy chúng ta đâu. Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ đất này. Ngài lại phán rằng, ngươi sẽ còn thấy những sự gớm ghiếc lớn khác nữa mà chúng nó làm. Ngài dẫn ta đến lối vào cửa nhà Đức Giê-hô-va, cửa ấy về phía bắc. Này, tại đó ta thấy những đàn bà ngồi mà khóc tham mưu. Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người thấy chưa? Ngươi sẽ còn thấy những sự gớm ghiếc lớn hơn nữa. Kế đó, Ngài đem ta vào hành lang trong của nhà Đức Giê-hô-va. Này, nơi lối vào đền thờ Đức Giê-hô-va, giữa hiên cửa và bàn thờ, ta thấy có ước chừng 25 người sấp lưng về phía đền thờ Đức Giê-hô-va và xây mặt về phía đông, hướng về phương đông mà thờ lại mặt trời. Ngài bèn phán cùng ta rằng, hỡi con người, thấy chưa? Nhà Giu-đa phạm những sự gớm ghiếc mà nó phạm ở đây, há là sự nhỏ mọn sao? Vì nó làm cho tội ác mình đầy dẫy trong đất, và còn xây lại chọc giận ta. Này, chúng nó lấy nhánh cây để gần mũi mình. Vậy nên, ta cũng sẽ làm y theo cơn giận. Mắt ta chẳng đoái tiếc chúng nó, và ta không thương xót đâu.
dầu chúng nó kêu la om sòm vang đến tai ta, ta chẳng thèm nghe chúng nó. Chương 9. Ngài kêu lớn tiếng trong lỗ tai ta rằng: khá khiến những kẻ cai trị thành này hãy đến gần. Ai nấy khá cầm khí giới hủy diệt trong tay mình. Và này, có 6 người từ cửa trên về phía bắc mà đến, mỗi người cầm khí giới giết lát trong tay. Giữa bọn họ có một người mặc vải gai, lưng đeo sừng mực. 6 người bước vào, đứng bên bàn thờ bằng đồng. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Israel bằng dấy lên khỏi cherubim là nơi thường ngự mà đến ngạch cửa nhà. Đức Giê-hô-va gọi người mặc vải gai, lưng đeo sừng mực mà phán rằng: hãy trải qua giữa thành, tức giữa Jerusalem, ghi dấu trên trán những người nào than thở khóc lóc về mọi sự gớm ghiếc đã phạm giữa thành này. Rồi Ngài phán cùng những người kia cách như cho tôi nghe rằng: hãy qua trong thành đằng sau nó và đánh, mắt ngươi chớ đoái tiếc và đừng thương xót. Nào già cả, nào trai trẻ, nào gái đồng trinh, nào con nít đàn bà, hãy giết hết. Nhưng chớ lại gần một kẻ nào là kẻ đã có ghi dấu, và khá bắt đầu từ nơi thánh ta. Vậy, các người ấy bắt đầu từ các người già cả ở trước mặt nhà. Ngài lại phán cùng họ rằng: hãy làm ô uế nhà, làm cho xác chết đầy dẫy các hành lang. Hãy ra. Họ bèn ra và đánh trong thành. Trong khi họ đánh thì ta ở lại một mình. Ta bèn ngã sấp mặt xuống và kêu lên rằng: ôi hỡi Chúa Giê-hô-va, Chúa hầu đổ cơn giận trên thành Jerusalem mà diệt hết thảy dân sót của Israel hay sao? Ngài phán rằng: sự gian ác của nhà Israel và của Juda lớn quá lắm thay. Đất đầy những máu, trong thành đầy sự trái phép. Vì chúng nó nói rằng: Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ đất này, Đức Giê-hô-va chẳng thấy chi hết. Về phần ta, mắt ta cũng chẳng đoái tiếc chúng nó, và ta không thương xót. Ta sẽ làm cho đường lối chúng nó đổ lại trên đầu chúng nó. Này, người mặc vải gai, lưng đeo sừng mực, đến trình việc rằng: tôi đã làm y như lời Ngài truyền. Chương 10. Đoạn: tôi lại thấy một vị thiên sứ khác sức mạnh lắm ở từ trời xuống, có đám mây bao bọc lấy. Trên đầu người có móng, mặt người giống như mặt trời và chân như trụ lửa. Người cầm nơi tay một quyển sách nhỏ mở ra. Người để chân hữu mình trên biển, chân tả mình trên đất, và kêu lên một tiếng lớn như tiếng sư tử rống. Khi kêu tiếng đó rồi thì 7 tiếng sấm rền lên. Lại khi 7 tiếng sấm rền lên rồi, tôi có ý chép lấy, nhưng tôi nghe một tiếng ở từ trời đến phán rằng: hãy đóng ấn những điều 7 tiếng sấm đã nói và đừng chép làm chi. Bây giờ, vị thiên sứ mà tôi đã thấy đứng trên biển và trên đất, giơ tay hữu lên trời, chỉ đấng hằng sống đời đời, là đấng đã dựng nên trời cùng muôn vật trên trời, dựng nên đất cùng muôn vật dưới đất, dựng nên biển cùng muôn vật trong biển, mà thề rằng không còn có thì giờ nào nữa. Nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ 7 cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Tiếng mà tôi đã nghe đến từ trời lại nói cùng tôi và bảo rằng: hãy đi, lấy quyển sách nhỏ mở ra trong tay vị thiên sứ đương đứng trên biển và đất. Vậy tôi đi tới vị thiên sứ và xin người cho tôi quyển sách nhỏ. Người phán: ngươi hãy lấy và nuốt đi, nó sẽ đắng trong bụng ngươi, nhưng trong miệng ngươi nó sẽ ngọt như mật. Tôi lấy quyển sách nhỏ khỏi tay vị thiên sứ và nuốt đi, trong miệng tôi nó ngọt như mật, nhưng khi tôi nuốt rồi thì đắng ở trong bụng. Có lời phán cùng tôi rằng: ngươi còn phải nói tiên tri về nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa. Chương 11. Bây giờ có người ban cho tôi một cây lau giống như cây gậy và biểu tôi rằng: hãy đứng dậy đo đền thờ Đức Chúa Trời, bàn thờ và những kẻ thờ lại tại đó. Còn sân ngoài đền thờ thì hãy để nó ra ngoài, đừng đo làm chi. Vì chỗ đó đã phó cho dân ngoại, họ sẽ giày đạp thành thánh đủ 42 tháng.
ta sẽ cho hai người làm chứng ta, mặc áo bao gai đi nói tiên tri trong 1260 ngày. Hai người làm chứng ấy, tức là hai cây olive và hai chân đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian. Nếu ai muốn làm hại hai người đó, thì có lửa ra từ miệng hai người thiêu nuốt kẻ thù nghịch mình. Kẻ nào muốn làm hại hai người thì phải bị giết như vậy. Hai người có quyền đóng trời lại để cho trời không mưa trong những ngày mình nói tiên tri. Hai người là có quyền biến nước thành huyết và khiến các thứ tai nạn làm hại trên đất. Lúc nào muốn làm cũng được cả. Khi hai người đã làm chứng xong rồi, có con thú dưới vực sâu lên sẽ chiến đấu cùng hai người. Thú ấy sẽ thắng và giết đi. Thay hai người sẽ còn lại trên đường cái của thành lớn, gọi bóng là Sodom và Egypto, tức là nơi mà Chúa hai người cũng đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Người ta ở các dân tộc, các chi phái, các tiếng, các nước sẽ trông thấy thay hai người trong 3 ngày rưỡi, và chúng sẽ không cho chôn những thay ấy trong mồ. Các dân sự trên đất sẽ vui mừng hớn hở về hai người và gửi lễ vật cho nhau, bởi hai tiên tri đó đã khuấy hại dân sự trên đất. Nhưng sau 3 ngày rưỡi ấy, có sanh khí từ Đức Chúa Trời đến nhập vào trong hai người. Hai người bèn đứng thẳng dậy, và những kẻ đứng xem đều kinh hãi cả thể. Hai người nghe một tiếng lớn ở từ trên trời đến phán cùng mình rằng: hãy lên đây. Hai người bèn lên trời trong đám mây, và những kẻ thù nghịch đều trông thấy. Đồng một giờ đó, có cơn động đất lớn, 1/10 của thành đổ xuống, 7.000 người chết trong cơn động đất ấy. Còn những kẻ khác thất kinh và ngợi khen Đức Chúa Trời trên trời. Nạn thứ nhì qua rồi, này nạn thứ ba đến mau chóng. Vị thiên sứ thứ 7 thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: từ nay, nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời. 24 trưởng lão đương ngồi ở trước mặt Đức Chúa Trời trên ngai mình đều cúi mình sấp mặt xuống thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng: hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đấng hiện có, trước đã có, chúng tôi cảm tạ Ngài vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì. Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thạnh nộ của Ngài đã đến. Giờ đã tới là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn, và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Đền thờ Đức Chúa Trời bèn mở ra ở trên trời, hòm giao ước bày ra trong đền thờ Ngài. Rồi có chớp nhoáng, tiếng, sấm sét, động đất và mưa đá lớn. Chương 12. Đoạn, trên trời hiện ra một dấu lớn. Một người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng, và trên đầu có mão triều thiên bằng 12 ngôi sao. Người có thai và kêu la vì nhọc nhằn và đau đẻ. Trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa, là một con rồng lớn sắc đỏ, có 7 đầu 10 sừng, và trên đầu có 7 mão triều thiên. Đuôi kéo 1/3 các ngôi sao trên trời đem quăng xuống đất. Con rồng ấy chực trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi. Người sanh một con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc. Đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời và nơi ngôi Ngài. Còn người đàn bà thì trốn vào đồng vắng. Tại đó, người đã có một nơi ở mà Đức Chúa Trời đã sửa soạn cho, để nuôi mình trong 1260 ngày. Bây giờ, có một cuộc chiến đấu trên trời. Michel và các sứ người tranh chiến cùng con rồng. Rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại, song chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa. Vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi. Chúng đã thắng nó bởi huyết chiên con và bởi lời làm chứng của mình.
chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. Bởi vậy, hỡi các tầng trời và các đấng ở đó hãy vui mừng đi. Khốn nạn cho đất và biển, vì ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi. Khi rồng thấy mình bị quăng xuống đất, bèn đuổi theo người đàn bà đã sanh con trai. Nhưng người được ban cho một cặp cánh chim phụng hoàng, đặng bay về nơi đồng vắng là chỗ ẩn náu của mình. Ở đó được nuôi một thì, các thì và nửa thì, lánh xa mặt con rắn. Bây giờ con rắn phun nước ở miệng mình ra như sông theo sau người đàn bà, hầu cho kéo người xuống sông. Nhưng đất tiếp cứu người đàn bà, vì đất há miệng nuốt sông mà con rồng đã phun ra từ miệng nó. Con rồng giận người đàn bà, bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Con rồng đứng trên bãi cát của biển. Thi Thiên 85. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã làm ơn cho xứ Ngài, đem những phu tù của Gia-cốp trở về. Chúa đã tha gian ác cho dân sự Chúa và khỏa lấp mọi tội lỗi của họ. Chúa đã thâu lại sự giận dữ Chúa, nguôi sự nóng nảy về thịnh nộ Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi chúng tôi, xin hãy đem chúng tôi trở lại và dứt sự tức giận về chúng tôi. Chúa sẽ giận chúng tôi mãi mãi ư? Cơn thịnh nộ Chúa há sẽ còn đời đời sao? Chúa há chẳng khứng làm cho chúng tôi sống lại, hầu cho dân Chúa vui vẻ nơi Chúa sao? Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho chúng tôi thấy sự nhân từ Ngài và ban cho chúng tôi sự cứu rỗi của Ngài. Tôi sẽ nghe điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán, vì Ngài sẽ phán bình an cho dân sự và cho người thánh của Ngài. Nhưng họ chớ nên trở lại sự ngu dại nữa. Sự cứu rỗi của Ngài thật ở gần những kẻ kính sợ Ngài, hầu cho sự vinh hiển được ở trong xứ chúng ta. Sự thương xót và sự chân thật đã gặp nhau, sự công bình và sự bình an đã hôn nhau. Sự chân thật nức mộng từ dưới đất, sự công bình từ trên trời ngó xuống. Phải, Đức Giê-hô-va sẽ ban vật tốt, xứ chúng ta sẽ sinh sản hoa lợi nó. Sự công bình sẽ đi trước mặt Ngài, làm cho dấu chân Ngài thành con đường đáng theo. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail
dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.